Toàn xin chào anh chị em đến với kênh YouTube Nhà đất giá rẻ Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Và cũng nhìn theo hướng camera này của Toàn á, thì anh chị em mình có thể là đi về ngay trung tâm của thành phố Vĩnh Long luôn, hoặc là đi cầu Mỹ Thuận của Vĩnh Long. Đây là đó thì 28 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 22 km nha. Và hiện tại là Toàn đang đứng ngay chỗ ngoài quốc lộ 1A nghe anh chị em mình, và đối diện trước mặt của anh chị em mình nè, bên đó là khu công nghiệp của Hòa Phú nha. Lúc này Vĩnh Long mình thì mưa bão quá trời nên là cảnh quan nó cũng u sầu theo luôn anh chị em mình. Và nhìn theo hướng camera này của Toàn thì anh chị em mình có thể là về cầu Cần Thơ. Đây và qua tới cầu Cần Thơ thì nó mất 28 phút chạy xe luôn, khoảng cách của nó cũng chỉ có 22 km. Đó là cảnh sơ lược ngoài quốc lộ. Bây giờ Toàn mời anh chị em theo Toàn để vào xem đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay. Và trước mặt anh chị em mình nè, bên phải của màn hình đó có nguyên cái tòa nhà vàng vàng đó anh chị em mình, đó là trường đại học Cửu Long của Vĩnh Long mình á. Cái trường đại học này là nó đối diện khu nghiệp Hòa Phú anh chị em mình. Và từ ngoài quốc lộ 1A mấy ai Toàn đứng đó rồi chạy vô tới miếng đất của mình á, nói chung là chạy trên con đường này luôn nè, vào tới miếng đất mình á thì khoảng chừng 250 m nghe anh chị em mình, là nó sẽ đụng miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu. Và ở đây cái đường này nói chung là cái tại nó gần khu công nghiệp á, là trường đại học nữa. Và trước mặt anh chị em mình là để Toàn quay camera vô cho anh chị em mình xem, là đây là cái chợ Phước Yên nè anh chị em mình. Lúc này mùa dịch là cũng không được bán xôm xao như mọi ngày, chứ thường ngày thì nó cũng đông và sung túc lắm. Và Toàn cũng nghe giang hồ đồn anh chị em mình là cái xã Phú Quế này nè, nó cũng chuyển bị là lên thị trấn, mà không biết là lên khu vực nào thì Toàn cũng không rành lắm nha. Tại vì mấy cái vụ đó thì nghe đồn thì đồn thế thôi, chứ đồn nghe đồn sao nói lại cho anh chị em biết vậy, chứ điển hình như mấy cái đó mà Toàn không nắm chắc được, chỉ mấy anh nhà nước mới nắm nổi thôi, chứ Toàn thì không có rành. Và kênh YouTube Nhà đất giá rẻ Vĩnh Long Thanh Toàn anh chị em, ngày nào cũng có đất có nhà đưa lên để mà giới thiệu đến anh chị em mình luôn. Và đất có nhà toàn bộ Toàn nhận trực tiếp với chủ nhà chủ đất, Toàn không hề nhận qua trung gian anh chị em mình. Và giá cả cũng là do chủ nhà chủ đất người ta quyết định. Rồi anh chị em nào còn Toàn cảm thấy thiện chí và đối với Toàn là cho gặp mặt chủ nhà chủ đất đối Toàn là bình thường. Sổ sách Toàn đưa lên đó đăng, Toàn đăng công khai chơi, Toàn không thèm che giấu với ai trơn mà, không chi mấy cái chuyện này. Và cũng từ ngay chỗ trung tâm của thành phố Trà Vinh á, anh chị em mình lên đây thì phải mất tới 1:30 chạy xe nha, khoảng cách của nó 65 km. Và cũng từ bến xe miền Tây về đây á, thì phải mất hết 2:50 chạy xe nha, khoảng cách của nó là 130 km. Và cái miếng đất nền mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay á, là nó thuộc hướng Tây Nam nha. Còn vấn đề điện nước ở đây thì anh chị em mình nhìn camera Toàn chạy nè, thì tại đất mình nằm trên con đường này luôn mà, nên anh chị em mình cũng biết là điện nước thì nó đã có sẵn luôn rồi, khỏi cần bận tâm suy nghĩ chứ. Nè, trước mặt là tới cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình rồi nè. Còn mà chạy thẳng vô luôn là trúc qua viên nha anh chị em mình. Đây trúc vào viên một chút xíu thôi. Và đây là cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu. Trên đất mình có căn nhà nát nữa, nhưng mà quan trọng là bán đất chứ không bán nhà anh chị em mình, chứ lôi cái nhà vô anh chị em mình trả giá Toàn đỡ không có nổi. Và cái miếng đất ngày hôm nay á, địa chỉ của nó là thuộc xã Phú Quế nha, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Và tổng diện tích của miếng đất này á, là nó được là nãy nó nhiều quên bà nó nữa rồi trời, là được 94,5 m nghe anh chị em mình, đất thổ cư hết luôn. Để Toàn bước vô nhà cho chị em mình xem. Nói chung là bán đất nghe, không bán nhà nghe, nhà tặng kèm theo nghe anh chị em mình. Và ngang trước ngang sau của mình á, ngang nào nó cũng đều là 5 m hết luôn. Và hai cạnh dài của đất mình, cạnh nào nó cũng đều là 19 m. Và chủ kêu bán hết cái miếng đất này với cái giá là 1 tỷ nghe anh chị em mình. Giá này thì anh chị em mình nếu cần thiết thiện chí muốn mua thì Toàn cho anh chị em mình gặp trực tiếp với chủ nhà để mà thương lượng vấn đề giá cả cũng được, hoặc là thương lượng qua Toàn thì Toàn cũng đi chen nghe. Đôi khi thương lượng qua Toàn đôi khi giá còn tốt hơn là thương lượng trực tiếp với chủ nhà anh chị em mình. Toàn nói thiệt, tại vì đôi khi là ở đây nè, điện nước thì Toàn cũng có sẵn trơn á. Toàn cũng nãy cũng vô Toàn mở đèn cho anh chị em mình xem nè. Và đất của mình á là tới cái bức tường này là hết nghe anh chị em mình, tại vì cạnh dài của đất mình nó có 19 m, thì từ ngoài lộ đi vô thì như đây là nó đã đủ rồi nghe. Và tặng kèm thêm căn nhà nát này anh chị em mình có thể là sửa sang lại rồi cho người ta thuê gì đó chẳng hạn. Lúc trước ở đây á, là ổng cho thuê là 2 triệu một tháng anh chị em mình, chứ không phải rẻ đâu nha. Bởi vậy đôi khi ổng cũng cho thuê cũng khá cao à. Thế rồi xong mùa dịch này người ta thuê người ta chịu không nổi, người ta bức người ta mới trả ổng. Trả ổng rồi buồn biết làm gì cũng đem bán luôn. Và đứng đây nhìn ra ngoài nè, anh chị em mình quan tâm miếng đất này thì vui lòng liên hệ Toàn nha. Bây giờ Toàn xin chào, kính chúc anh chị em mình nhiều sức khỏe nha.